Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt và kích hoạt tài khoản ADSCVO Education 2023. Phần 1 kích hoạt tài khoản. Để kích hoạt tài khoản thì các bạn vào kiểm tra email đã dùng để đăng ký tài khoản. Ví dụ ở đây là mình đã dùng Gmail. Trong hộp thư đến thì mail kích hoạt tài khoản ADSCVO sẽ được gửi về. Trường hợp mail không hiển thị ở mục hộp thư đến các bạn có thể check lại tại mục thư giác hoặc tại mục thùn giác. Trong mail được gửi về sẽ có phần kích hoạt tài khoản các bạn kích chọn dòng kích hoạt tài khoản adscv Sau đó đặt lại mật khẩu cho tài khoản adscv Chú ý, mật khẩu có từ 8 tới 16 ký tự và phải gồm có chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt. Chọn vào xác nhận đổi mật khẩu. Khi đó tài khoản của bạn đã được kích hoạt thành công. Có thể đăng nhập luôn vào trang web để kiểm tra thông tin tài khoản. Phần mềm ADSC vừa còn phát triển tính năng bảo mật hai lớp, giúp tài khoản được bảo mật hơn và giúp người quản lý dễ dàng hơn trong việc quản lý tài khoản. Chỉ với ứng dụng Google Authenticator thì sẽ không ai có thể đăng nhập tài khoản nếu không nhập đúng mật mã. Đầu tiên chọn vào tạo mã bảo mật tích vào ô kích hoạt Google Authenticator. Trên điện thoại vào CH Play hoặc App Store để tìm và tải ứng dụng Google Authenticator. Cài đặt ứng dụng về máy điện thoại. Mở ứng dụng sau khi cài đặt hoàn tất và làm theo hướng dẫn. Chọn vào mục quét mã QR. Sau đó sẽ quét mã được hiển thị trên màn hình máy tính. Sau khi quét mã QR, ứng dụng sẽ cung cấp những dãy mật mã dành riêng cho tài khoản ADSCV. Tích chọn vào lưu thay đổi để tài khoản lưu mã bảo mật. Phần 2 cài đặt phần mềm ADSCV. Đầu tiên xem máy tính đang dùng AutoCAD phiên bản bao nhiêu. Chọn vào đường link tải phần mềm trong mail kích hoạt. Chọn tải bộ cài ADSC vào 2023 bản khóa mạng tương ứng với phiên bản AutoCAD có trên máy. Trước khi cài đặt chúng ta cần chú ý Đầu tiên là chỉnh lại tham zone cho đúng. Tiếp theo là chỉnh lại region về Việt Nam. Một chú ý nữa là bộ nhớ cài đặt phải còn trống trên 2GB. Tiến hành cài đặt phần mềm, kích đúc chọn vào bộ cài vừa tải. Chọn thư mục lưu bộ cài nên cài mặc định ở ổ C. Khi cài xong chọn vào close để kết thúc cài đặt. Sẽ có 4 biểu tượng được tạo ra ở desktop, ADSC Civil Startup dùng để cài đặt đường dẫn cho bộ cài. ADS Service dùng để đăng nhập vào phần mềm IDSCVOL dùng để mở vào phần mềm để thao tác kỹ thuật. ADS -VP -Beam -X Blogger, dùng để thao tác trên mô hình beam. Phần 3 đăng nhập và đăng xuất phần mềm. Chú ý cần cài đặt để IDSCVOL service mặc định chạy với quyền admin. Để cài đặt cần chuột phải vào IDSCVOL service, chọn tiếp vào properties, chọn vào compatibility. Kích vào ô Zanzis Program as an Administrator, chọn Apply và chọn OK để kết thúc. Để đăng nhập phần mềm thì kích đúp vào ADS Service. Khi đó ở góc màn hình máy tính sẽ có biểu tượng của ADS Civil. Chuột phải vào biểu tượng đó và chọn Sign In. Bảng đăng nhập sẽ hiện lên, điền username và password. Username ở đây là email đăng ký tài khoản ADS Civil. Password là mật khẩu vừa đặt ở trong thư kích hoạt. Chọn Login để đăng nhập khi đó sẽ hiện bảng nhập mã bảo mật, chúng ta sẽ nhập dãy mật mã được hiện trong ứng dụng Google Authenticator. Chúng ta có thể kiểm tra xem tài khoản đã đăng nhập thành công chưa bằng cách chuột phải vào biểu tượng ADS Civil. chọn vào check nào. Nếu có thông báo success là đã đăng nhập thành công. Tiếp theo vào phần mềm và thao tác bình thường. Với trường hợp trao đổi tài khoản với máy khác thì cần đăng xuất để máy khác có thể dùng được tài khoản. Chuột phải vào biểu tượng ADS Civo, chọn vào Logout. Khi đó khóa đã được đăng xuất và máy khác đăng nhập dùng bình thường. Video hướng dẫn đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở video hướng dẫn tiếp theo.